Những lần Việt Nam đem quân đánh phương Bắc, chắc hẳn đa số mọi người đều được kể, được đọc về những lần Việt Nam bị quân phương Bắc xâm lược 1.000 năm đô hộ. Tuy nhiên, trong suốt quá trình lịch sử, kể từ khi Ngô Quyền giành lại nền độc lập, Việt Nam ta cũng không ít lần đưa quân đánh sang phương Bắc, tính sơ sơ cũng lên đến 15 lần. Thời Tiền Lê, năm 995, hơn 100 chiến thuyền của Đại Cồ Việt đã tiến công sang bờ biển của nước Tống, đánh vào trấn Như Hồng của Khâm Châu. Đến mùa hè năm 995, đội hương binh khoảng 5.000 người ở châu Tô Mậu, tức Lạng Sơn ngày nay, nước Đại Cồ Việt đã tấn công vào Ung Châu rồi lui binh. Thời nhà Lý, năm 1022, vua Lý Thái Tổ đã sai Dực Thánh Vương đem quân đi đánh giặc Đại Nguyên lịch năm 052. Thủ lĩnh người dân tộc Tày Nùng là Nùng Chí Cao đưa quân vượt biên giới đánh Tống, chiếm được nhiều châu quận. Năm 059, vua Lý Thái Tông cho quân đánh Khâm Châu, nước Tống. Năm 060, Châu Mục Lạng Châu là Thân Thiệu Thái đánh vào đất Tống nhằm cứu dân Việt bị bắt trở về. Năm 076, quân Tống chuẩn bị đánh Đại Việt, tập kết quân lương ở Ung Châu. Lý Thường Kiệt cùng Tôn Đản chủ động đưa quân chia đường thủy bộ tiến đánh vào Khiêm Châu và Liêm Châu của nhà Tống. Ngày 1 tháng 3 năm 076 thì chiếm được thành Ung Châu và tiêu diệt gần 6 vạn quân dân trong thành. Thời Hậu Lê, năm 1438, Thổ Quan Châu Tư Lăng của Đại Việt đem quân đánh hai châu An Bình và Tư Lăng, nay thuộc Quảng Tây. Vua Minh phải sai sứ sang nước ta thương thuyết. Năm 1480, tổng binh Bắc Chi, Bắc Bình của Đại Việt là Trần Ao sai Đào Phu Hoán đem 600 quân đánh vào Cảm Quả, chiếm được Ải Thông Quan thuộc Quang Lang, Ôn Châu, Trung Quốc, rồi tiến vào Ban Động. Sau khi hai bên thương thảo với nhau, quân Việt mới rút quân trở về. Sau này, Hoàng đế Quang Trung cũng có tham vọng rất lớn với đất Bắc khi nắm trong tay một đội quân rất tinh nhuệ và có khí giới vượt trội so với nhà Thanh thời bấy giờ.